có vợ rồi, sao mình tiếp cận được nhỉ? Mình phải nghĩ cách mới được. Hay là lấy ít đồ sang các anh trên. Hôm nọ mua đồ đi thăm mình, rồi lấy gì đi thăm mình nhỉ? Có cái gì không? Thôi, thế định nghĩ là mình làm thăm anh đấy. Chắc thế rồi, chắc là đủ rồi. Mình nấu cho mỗi anh chuyên, mình nấu cho bà đấy. Em đừng giận nhé. Cho anh xin lỗi mà. Em đừng giận mà. Cho anh xin lỗi nhá. Cho anh xin lỗi nhá. Cho anh xin lỗi. Cho anh xin lỗi nhá. Cho anh xin lỗi mà. Thế lần sau còn thế không? Lần sau anh nữa, thêm nữa. Cho anh xin lỗi nhá. Nhá. Cho anh xin lỗi. Lần sau còn như thế đấy. Em cho anh xin lỗi nhá. Lần sau còn có như thế thôi nhá. Em đang làm gì đây? Chị lại đến thăm với em à? Ăn chân gà chân vịt à? Ừ, chị đến thăm hai em. Có đi dạo. Xong rồi em đi chợ nhé. Vâng. Anh đi lấy vui thôi. Mình đi chợ họ về đây ở với nhau rồi sao nhỉ? Không được. Không chợ. Đây, cùng em đi. Hôm nay em thấy hơi mệt đấy. Hay là anh đi chợ đi nhé. Em ở nhà làm việc nhà đó. Em mệt đấy. Em ốm à? Em thấy hơi nhức đầu một tí thôi. Thế anh đi chợ nhé. Thế em làm ở nhà nhé. Anh đi chợ đi. là mình tu sửa lại cái lều này. Cái gà vịt để chăn nuôi. Tu sửa lại cái việc này. Tu sửa lại ở đây. Cái gì để nuôi rồi bỏ không cái phí. Đi làm về nhà đó. về cho anh ngồi nhờ bán hàng lên một tí nhá. Ngon lắm em. Ngon lắm nhỉ? Ngon đấy nhỉ? Cái này là món chua thì ngon đấy. Để xem bó nào cũng ngon kìa. Lấy bó này đi. Ôi cái gì ấy? Rau sắn. Lấy đi. Ngon đấy là ngon luôn này. Thích nhỉ? Cái này 5.000 này em. 5.000. 5.000 này em. 5.000 đây nhỉ? Đây không cần cái này đâu con. Em gửi nhá. Đi nhá. Cái này cho chị 2 bó luôn đi. Không là chuối đâu, chị ôm đi thế này. Chị lấy 2 bó chị. Của chị 10.000 thôi chị. Không bớt tí nào à em? 10.000 thôi chị ạ. Giá rẻ lắm rồi chị ạ. Đây. Em cảm ơn nhá. Chị về nhá. Em cảm ơn nhá. Con gì về nuôi mình. Ô em đâu đây? Em đi đâu đây? Chị đây. Em vào đây em ơi. Đâu về đây em? Em đi chợ về chị ạ. Lên nhà chơi. Đây cũng là lề của chị. Muộn rồi chắc em về thôi. Lên đây đá. Lên chơi đá, nhà chị chơi đá. À đấy em đi chợ về bán rau còn một mớ rau này chị. Đây cho chị đấy về làm ăn này. Ngồi đây em. Đây. Đấy chị xin nhá. Em chẳng có gì cho chị. Thì cho em nhiều đồ quá. Ngồi đây á, ngồi nói chuyện đã. Ngồi đây em, ngồi đi. Ngồi nói chuyện đã. Có khăn không? Chị đi đâu cho. Không cần đâu chị ạ. Thế bán rau có được nhiều không? Hôm nay được 3 bó chị ạ. Cũng được khá khá đấy chị ạ. Được nhỉ. Thế vợ em đâu sao không đi chợ? Phải để em đi chợ. Vợ em hôm nay bảo mệt nên là em đi thay vợ. Có mệt lắm không? Bình thường đấy chị ạ. Mà anh ấy đi chợ lâu thế nhỉ? Mãi em chưa thấy về. Chưa trời chưa chật mà chưa về nữa. Mấy lần mình đi một tí là về rồi. Hay là trên đường đi bị sao ạ? Hay là đi làm gì? Tìm thử xem nào. Lâu mãi mới về. Thế chị đang làm gì đấy chị? À chị đang định sửa sang lại cái này thôi. Mấy đứa chị về ở đây. Đang định bảo nghĩ bắt con gì về ở. Nếu mà chị làm gì chị cần giúp đỡ ấy, thì cứ bảo em nhé. Để em nữa hồi chị sửa lại mấy cái mái này. Đấy chị đang định tu sửa lại mấy cái mái này. Bị rột gần hết rồi này. Mưa. Đấy chị đang định tu sửa chỗ này. Đây. Sao đấy chị? Sao đấy chị? Ôi, tự nhiên bụi bay mắt chị. Ui, trong bụi vào mắt rồi, để em thổi nhá. Chị. em xem là chị. Thôi hồi chị ơi, nghe mắt có mùi thay đổi chị ạ. Thôi chị ơi, lâu là mình đi có lâu thế này. Em thấy không? Nhìn giống hạt chồng mình thế nhỉ? À đúng rồi, mày thấy rồi nhá. Con nghĩ đâu ở đây nhá, hình như em nghĩ đâu. Em hiểu lầm rồi. À tao thấy rồi nhá, hồn nhìn nhau ở đây nhá. Không cần giải thích nữa nhá. Bà đi chợ mà. Không phải như em nghĩ đâu. Bắt đỡ nhá. Không phải như em nghĩ đâu. Anh mới đi chợ về mà. Anh mới đi chợ mà thôi. Không phải như em nghĩ đâu. Chuyên thử chị thôi. Không phải như em nghĩ đâu. Không phải như em nghĩ đâu em ơi. Em hiểu lầm rồi. Em hiểu nhầm rồi. Không phải như em nghĩ đâu. Chị có sao? Em ơi, ra giải thích ra. Em ơi. Thôi, giờ con đi giải thích. Ở lại với chị đi. Giờ em về vẫn không nghe em đâu. Không được đâu chị ạ. Em phải về với em. Không được đâu chị ạ. Em ơi, nghe giải thích ra em ơi. Không phải như em nghĩ đâu. Em ơi, nghe giải thích ra em ơi. Không phải như em nghĩ đâu. Nghe giải thích ra. Em ơi, nghe giải thích ra. Em ơi. Em ơi. Em. Nghe giải thích đã. Em ơi. Em ơi, nghe giải thích đã. Em nghe giải thích đã em ơi. Không phải như em nghĩ đâu. Em ơi, nghe giải thích đã. Em ơi. Anh con đi, em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa đâu. Em nghe giải thích đã, không phải như em nghĩ đâu. Em ơi, mở cửa cho anh đi. Kiểu này chắc chắn lại cá nhau to rồi. Em ơi, mở cửa cho anh đi em. Em đi, em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.